Sĩ Nhiếp là thái thú Giao Chỉ vào cuối đời nhà Hán. Ông cát cứ và cai trị Giao Châu như một quốc gia độc lập từ năm 187 đến năm 226. Sử cũ đều ca tụng Sĩ Nhiếp là vị quan tốt, rất có uy tín trong dân chúng. Từ năm 206, do nhà Đông Hán chia năm xẻ bảy, vùng Giao Châu do Sĩ Nhiếp đứng đầu tồn tại như một quốc gia tự trị cho đến năm 210. Nhà Đông Hán mất ngôi, Trung Quốc phân ra làm ba nước, Tào Ngụy, Thục Hán, Đống Ngô. Đất Giao Châu bấy giờ thuộc về Đống Ngô. Năm 210, quân Việt Giang Đông là Tôn Quyền sai Bộ Chất làm thứ sử Giao Châu. Khi Chất đến, Sĩ Nhiếp không chống cự mà đem anh em đến vâng theo mệnh lệnh. Sĩ Nhiếp thường sai sứ sang nước Ngô dâng các thứ hương liệu, vải mịn, kể số hàng nghìn. Các thứ quý lạ như ngọc trai, ốc lớn, lưu ly, lông chả, đôi mồi, sừng tê, ngà voi cùng các thứ quả lạ như chuối, dưa, long nhãn, không nắm nào không tiến, lại cống ngựa hàng mấy trăm con. Tôn Quyền viết thư ban cho rất hậu để yến ủi và đáp lại. Sự mềm dẻo trong chính sách đối ngoại để giữ yên bờ cõi của Sĩ Nhiếp được đánh giá rất cao. Năm 226, Sĩ Nhiếp mất, vua Đống Ngô là Tôn Quyền bèn chia đất từ Hợp Phố về Bắc thuộc Quảng Châu dùng Lữ Đại làm thứ sử, từ Hợp Phố về Nam là Giao Châu, sai Đại Lương làm thái thú và sai Trần Thi làm thái thú quận Giao Chỉ. Lúc bấy giờ, con của Sĩ Nhiếp là Sĩ Huy tự nối ngôi và xưng là thái thú, liền đem binh chống lại. Thứ sử Lữ Đại bèn xua quân sang đánh dẹp. Do nghe lời chiêu dụ, Sĩ Huy cùng năm anh em ra hàng. Lữ Đại đem chém tất cả rồi đem đầu gửi về Vũ Xương. Dư đảng của Sĩ Huy tiếp tục chống lại, khiến Lữ Đại mang quân vào Cửu Chân giết hại một lúc hàng vạn người. Năm Mậu Thìn 248, thấy quan lại nhà Đống Ngô Trung Quốc tàn ác, dân khổ sở, Ba Triệu bèn bàn với anh việc khởi binh chống lại. Anh bà là Triệu Quốc Đạt không tán thành, ông khuyên em gái mình ở nhà lấy chồng kẻo lỡ mất một đời con gái. Bà Triệu Thị Trinh khẳng khái đáp, tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở Biển Đông, lấy lại Giang Sơn, dựng nền độc lập, cưới ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tế thiếp cho người. Với chí lớn ấy, từ năm 19 tuổi, bà đã cùng anh trai tập hợp nghĩa sĩ trên đỉnh núi Nưa, ngày đêm mài gươm, luyện tập võ nghệ để chuẩn bị khởi nghĩa. Bà Triệu đã làm hịch chuyển đi khắp nơi trên đất nước để kể tội nhà Ngô, và kêu gọi nhân dân đứng dậy để đánh đuổi quân xâm lược. Ba Triệu cùng với nghĩa quân đã vượt sông Mã xuống vùng Bồ Điền để xây dựng cứ địa. Về quân sự, nơi này có đầy đủ những yếu tố để xây dựng một căn cứ thuận lợi cho cả thế tấn công và phòng thủ. Từ đây, quân đội có thể ngược sông lèn ra sông Mã, rồi rút lên mạn quân Yên hoặc tới căn cứ núi Nưa khi cần. Ngoài ra, còn có thể chủ động tấn công ra phía Bắc theo lối Thần Phù để khống chế địch. Nhờ vào địa hình hiểm trở ở Bồ Điền, Ba Triệu đã cùng với anh em họ Lý là Lý Hoàng Công, Lý Mỹ Công và Lý Thành Công, chỉ huy nghĩa quân và xây dựng một hệ thống đồn lũy vững chắc. Nghĩa quân ngày một lớn mạnh, khắp hai quận Cửu Chân, Giao Chỉ, nhân dân một lòng hưởng ứng cuộc đấu tranh cứu nước của Bá Triệu. Những thành ấp của giặc Ngô ở Cửu Chân lần lượt bị hạ. Nghĩa quân đã tấn công quận Lỵ Tư Phố, là căn cứ quân sự của nhà Ngô tại Cửu Chân. Thừa thắng, nghĩa quân đã chuyển hướng hoạt động tại vùng đồng bằng sông Mã. Từ Cửu Chân, cuộc khởi nghĩa Bá Triệu đã nhanh chóng lan ra Giao Chỉ, vào tận Cửu Đức. Thứ sử Châu Giao bị giết, những quan lại đô hộ ở Châu Giao đã hết sức hoảng sợ. Nhà Ngô thừa nhận năm 248, toàn thể Châu Giao bị náo động. Khi anh trai Triệu Quốc Đạt bị tử trận, các nghĩa binh thấy bà làm tướng có can đảm, bèn tôn lên làm chủ. Bà đã phối hợp với ba anh em họ Lý ở Bồ Điền, đánh chiếm các vùng đất còn lại ở phía Bắc Thanh Hóa ngày nay, đồng thời xây dựng tuyến phòng thủ từ vùng căn cứ Bồ Điền đến cửa biển Thần Phù, Nga Sơn, Thanh Hóa để ngăn chặn viện binh của giặc Ngô theo đường biển tấn công từ phía Bắc. Khi ra trận, bà Triệu mặc áo giáp vàng, đi gúc ngà, cài châm vàng, cưỡi voi trắng một ngả và được tôn là Nhụy Kiều tướng quân. Quân bà đi đến đâu cũng được dân chúng hưởng ứng, khiến quân thú khiếp sợ. Phụ nữ quanh vùng thúc giục chống còn ra quân theo bà Triệu đánh giặc. Để chia rẽ nghĩa quân, giặc đã xảo quyệt phong cho bà Triệu đến chức Lệ Hải Bà Vương, nữ vương xinh đẹp của vùng ven biển, song bà không một chút dao động. Để mua chuộc bà Triệu, giặc bí mật sai tay chân thân tín tới gặp và hứa sẽ cung cấp cho bà thật nhiều tiền bạc, song bà cũng chẳng chút tơ hào. Sau nhiều trận trực tiếp đối địch và cũng là hơn nhiều trận liên tiếp chịu nhiều thất bại đau đớn, hễ nghe tới việc phải đi đàn áp Ba Triệu là binh lính giặc lại lo lắng đến kinh hồn bạt vía. Tương truyền quân Ngô khiếp y dũng của Bá Triệu nên phải thốt lên rằng: hoành qua đương hổ dị, đối diện bà vương nan. Dịch ra có nghĩa là mùa rào đánh cọp dễ, đối mặt vua bà thì thực khó. Được tin cuộc khởi nghĩa lan nhanh, vua Ngô là Tôn Quyền liền phái tướng Lục Dận, cháu của Lục Tốn, sang làm thứ sử Giao Châu, án nam hiệu úy, đem theo 8.000 quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa.
Đến nơi, tướng Lục Dận liền dùng của cái mua chuộc một số lãnh tụ địa phương để làm suy yếu và chia rẽ lực lượng nghĩa quân. Trước tình hình này, chính quyền Đô Hộ cử Lục Dận làm thứ sử Giao Châu mang theo 8.000 quân tiếp viện để đàn áp cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. Khi đến đất Giao Châu, thứ sử Lục Dận đã sử dụng tiền bạc để mua chuộc một số thủ lĩnh của các cuộc khởi nghĩa lẻ tẻ ở địa phương. Hoàng Ngô cùng một số thủ lĩnh và 3.000 hộ ở Cao Lương đã đầu hàng. Giao chỉ được ổn định, Lục Dận dốc toàn bộ lực lượng để tấn công Cửu Chân. Cuộc tấn công được kéo dài hơn 2 tháng, nhưng căn cứ Bồ Điền vẫn đứng vững. Điều này đã khiến lực lượng giặc bị tổn thất nặng nề, Lục Dận phải điều thêm binh sĩ để tăng cường bao vây. Lục Dận tiếp tục tập trung lực lượng tấn công vào các doanh trại của nghĩa quân. Về mặt tổ chức và vũ khí thì quân Ngô hơn hẳn quân khởi nghĩa Bà Triệu, khiến cho quân khởi nghĩa dần suy yếu và tan vỡ. Vào ngày 22 tháng 2 năm Mậu Thìn, Bà Triệu và nghĩa quân đã chiến đấu vô cùng dũng cảm để phá vòng vây của địch và rút về núi Tùng. Bà đã quỳ xuống vái trời đất, sinh vi tướng, tự vi thần sống làm tướng, chết làm thần rồi rút gươm để tự vẫn. Nước Việt lại bị nhà Đống Ngô đô hộ cho đến 265. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu tuy thất bại, nhưng đã để lại một dấu son sáng ngời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Dân tộc ta nói chung, vùng đất Thanh Hóa nói riêng, rất tự hào đã sinh ra vị nữ anh hùng đã làm nên những chiến công rạng rỡ cho dân tộc. Tinh thần yêu nước, chí khí quật cường cùng sự hy sinh lẫm liệt của Bà Triệu không chỉ làm cho kẻ thù khiếp sợ, mà còn là nguồn cổ vũ lớn lao đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự chủ của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử. Video về cuộc khởi nghĩa của Bá Triệu năm 248 chống lại ách đô hộ của nhà Đông Ngô, của hào khí Giang Sơn đến đây là kết thúc. Theo bạn, nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của khởi nghĩa Bá Triệu? Hãy comment bên dưới để mọi người cùng hiểu thêm và bàn luận nhé! Hy vọng sẽ nhận được những bình luận hay và hấp dẫn, cũng như có thêm nhiều tài liệu lịch sử cho mọi người. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video và ủng hộ cho hào khí Giang Sơn. Hy vọng video sẽ mang lại những điều bổ ích cho các bạn yêu thích lịch sử. Để cập nhật các video mới nhất của hào khí Giang Sơn, hãy nhấn nút subscribe và bật chuông thông báo nhé.